Anh chỉ lấy 2 cây kem dưa hấu thôi, còn lại là của em hết đấy. Còn lại là của em hết. Anh chỉ lấy 2 cây kem dưa hấu. Nhưng mà kem dưa hấu rất là khó ăn cùng với sô-cô-la đó. Tại sao? Ê, em sẽ chỉ cho anh xem. Như thế này người ta chỉ là trái cây đông đá thôi. Để nó thành kem thì cần phải một bước cầu kỳ nữa. Anh đã ngửi thấy mùi sô-cô-la thơm phức chưa? À, thèm quá. Thèm ha. À, các em có thấy không? Nhưng mà sao sô-cô-la này lỏng thế? Tí nữa nó sẽ cứng lại. Có chắc là nó cứng lại không đấy? Em nghĩ là vậy thôi, chứ em cũng không biết. Sô-cô-la này sô-cô-la lỏng đúng không? Đúng khi rồi. Mà gặp lạnh thì nó đông lại à? Em nghĩ vậy đấy, bây giờ mình sẽ thử nhá. Cứ thử đợi thử coi. Chờ đợi thử coi nhá.